Báo cáo quý vị, lúc này đang là sáng ngày 26 tháng 12 2017, và clip này tôi trân trọng giới thiệu chiếc giường gỗ mun ta luôn. Và chiếc giường này là kích giường nữ hoàng, kích thước là 1m6 x 2m ở trong lòng. Đây, 100% gỗ mun trừ hệ thống thang, còn thì đầu cao, đầu thấp, mặt và thành đều là mun hết. Hiện nay trong cửa hàng là đang còn hai chiếc giường như thế này, với cái giá hiện nay là 80 triệu một chiếc. Thực tế là bây giờ giá mà làm ra được một cái chiếc giường này 80 triệu là khó làm, vì gỗ mun đã quá đắt, gần như là hết rồi. Và cho đến lúc này là cái giường 1m8 là cửa hàng không còn một chiếc nào, đã pha ra hai chiếc nhưng mà thợ chưa làm xong. Nhưng mà trước mắt hiện nay là chỉ còn có hai chiếc giường 1m6 này mà thôi. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Và báo cáo quý vị là đây là hình ảnh đang quay tại tầng 2 khu C của đồ hiệu Đức Hiền chúng tôi. Bên cạnh này là chiếc giường hoàng đế, trong lòng là 1m8 nhân với 2m, và chiếc giường này trị giá là 41 triệu bằng gỗ cỏ đỏ. Tạm biệt quý vị. Và cái giường gỗ mun chúng tôi hoàn toàn để trần mộc, chúng tôi cam kết là tuyệt đối là không vẽ vân, không tẩy, không vẽ vân. Đồ gỗ mun của Đức Hiền là như vậy.